Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Blancpain. Đây là một thương hiệu rất là lớn đến từ Thụy Sĩ. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay là một chiếc sử dụng thân vỏ, toàn bộ được cấu tạo bằng vàng khối 18K AU750. Và đây là vàng Yellow Gold, màu vàng vàng rất là sang. Chiếc này sử dụng đường kính không quá lớn là size 34mm. Và độ dày thì rất là mỏng, chỉ khoảng độ 7mm mà thôi. Mang cho mình cỗ máy automatic nhưng rất là mỏng anh em ạ. Lung càng là 37,5mm. Với kích thước này thì anh em cổ tay cứ tầm 16,7cm trở xuống đeo rất là đẹp. Trên tay rất là thanh lịch, classic. Mặt kính bên trong của chúng ta thì sẽ được cấu tạo bằng mặt kính sapphire nguyên khối. Và toàn bộ kim cọc được hãng thiết kế bằng vàng 18K với những cọc số La Mã để tăng phần cổ điển. Bộ kim thiết kế dạng kim là liễu rất là thanh mảnh, kim dây chạy rất là mượt. Chúng ta sẽ có một logo của hãng cùng dòng chữ Blancpain nằm tại góc 12 giờ. Bên dưới thì sẽ là automatic và speed mate. Mặt số bên trong thì chia làm hai lòng. Đó, rất là rõ ràng. Lòng ngoài cùng của chúng ta thì góc 3 giờ sẽ là nơi chứa một ô lịch với múi ngày hiển thị là ngày 14. Chúng ta sẽ có một cái niềng benzen thiết kế dạng chia tầng giật cấp mà để tạo điểm nhấn. Núm chính nằm tại góc 3 giờ với logo của Blancpain. Hai bên hông được tạo hình rất là đẹp, được thiết kế đánh vát xuống phần đáy. Phần đáy được thiết kế một cái đáy kín. Mang cho mình cỗ máy Calibe 95 với đầy đủ là 19 chân kính, tần số sử dụng là 21.600 ppH cùng với thời lượng chữ cốt của chúng ta khoảng 42 giờ. Phần đáy được chuyện đầy đủ thông tin, thông số, kỹ chuyện kim loại quý, chuyện 18K gold cùng với chuyện cân tiểu ly. Số thứ tự của chiếc này là No 2041, dòng chữ Blancpain. Phần đáy được hoàn thiện phay xước rất đẹp. Chúng ta sẽ có một bộ khóa đi kèm là một bộ khóa xiên của Blancpain với đầy đủ chuyện của hãng cũng như là phần đáy được thiết kế của chuyện 750, một bộ khóa được cấu tạo bằng vàng khối 18K. Đi kèm sẽ là một bộ dây da cá sấu và đây là sợi dây đã được nâng cấp rồi. Đây là một chiếc lớp độ mới còn rất là cao. Bên mình giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt là 59 triệu cho một thương hiệu lớn đến từ Thụy Sĩ, sử dụng thân vỏ vàng khối và mang cho mình cỗ máy automatic. Hàng đang có sẵn tại địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu